Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn về cấu tạo và nguyên nước đồng phổ biến áp xung bên trong cục sạc điện thoại di động hoặc là bên trong cái cục nguồn adapter khoảng 12, cái này nguồn adapter 12V DC nha các bạn. Cái cục nguồn này nó có trong mấy cái modem wifi nè, hay là mấy cái đầu thu kỹ thuật số á. Các bạn có thể tìm hiểu thêm nha. Mấy cái mạch này là mạch nguồn switching nha các bạn. Đây, các bạn nhìn thấy cái, đây là cái biến áp xung nha các bạn. Biến áp xung của mình á thì sẽ có 6 chân, 3 cuộn dây. Mình á, có thể đếm số thứ tự nha các bạn. Tí nữa mình sẽ vẽ ra một cái sơ đồ. Ở đây á, là có một cuộn sơ cấp mà, một thứ cấp nè, một cuộn hồi tiếp. Cái nguồn này là nguồn cách ly nha các bạn. Đây là các bạn, cái chia đôi cái này nè. Bên đây là cái phần thứ cấp nè các bạn. Video nó ra. Còn cái này pin nè, cái nguồn là 220V DC đi vào. Thì bên đây á là phần sơ cấp. Bên này phần thứ cấp nó, cái phần sơ cấp và phần thứ cấp á, nó cách ly nhau. Gọi là cái nguồn này nguồn cách ly nha các bạn. Ưu điểm của cái nguồn này á các bạn, ví dụ như cái mạch này á mà nó chập cháy nổ á, như phần sơ cấp nó chập cháy nổ thì nó cũng không làm ảnh hưởng đến cái phần nguồn thứ cấp này đầu ra nha các bạn, tại vì nó cách ly nhờ cái biến áp xung này nè. Và cái này cũng tương tự nha các bạn, cho mà cái này hư các bạn, bên phần thứ cấp nó hư thì cái phần sơ cấp của mình á thì có thả nó còn tốt nha các bạn, chưa chắc nó hư ha. Thì nó hư cái này nhưng có nhiều khi nó chập cái con diode đầu ra nè các bạn. Đối với những cái mạch nguồn switching của cái cục sạc điện thoại di động á thì cũng tương tự hệt như vậy nha các bạn. Cũng là 3 cuộn dây và có 6 chân cao sân đây, 6 chân đầu ra. Ở đây mình có thống kê và cái biến áp xung nè các bạn. Cái biến áp xung á thì nó thường dùng trong cái mạch nguồn switching nha các bạn. Hoặc là mạch nguồn blocking. Thì mấy cái nguồn này nó dùng cho ở trong từ như máy tính là TV, LCD á các bạn, nó có nhiều ha. Hoặc là mấy cái màn hình của cái desktop á các bạn. Cũng khá nhiều cái áp dụng cái mạch nguồn switching này nha các bạn. Là nguồn xung ha. Ngoài ra cái biến áp xung này á, đem mấy cái loại này nè các bạn. Nó còn dùng trong cái mấy hàng điện tử á, mấy hàng tích hay mít gì ở trong các bạn, nhất là mấy thợ hàng á là sử dụng cái những cái loại biến áp xung như thế này. Thêm vào đó là nó thường dùng trong nhất là nhiều nhất là dùng trong cục sạc điện thoại di động hoặc là cái nguồn adapter nha các bạn. Thì cấu tạo của mình á ở đây nè các bạn. Nó còn gồm có cuộn sơ cấp nè, cuộn thứ cấp nè và cái cuộn hồi tiếp nha các bạn. Cái lõi bên trong á là cái lõi ferrite nha các bạn. Ở đây mình sẽ demo một cái con biến áp xung nó nằm trong cục sạc điện thoại Nokia nha các bạn. Ở đây các bạn có thể để dễ nhận ra nha. Bên đây sẽ có 4 chân, 4 hàng chân nha, còn bên đây chỉ có 2 hàng chân. 2 hàng chân ở đây là mặc định là bên thứ cấp nha các bạn. Còn đây là 4 hàng chân. Thì có thể mình xác định sao? Một là các bạn dùng đồng hồ các bạn đo tổng chở bên đây nha các bạn. Tại vì hai chân đầu á, hai chân bìa á các bạn là cái bên sơ cấp. Còn hai bên đây á là cái cuộn hồi tiếp nha các bạn. Khi mà các bạn up trên bo á, các bạn nhìn thứ tự nữa các bạn. Ví dụ chân 1 nè. Đây, mình ví dụ đây. Cái này nè các bạn. Chân 1, chân 2 nè. Thứ tự là 1 2, 3, 4. Ở đây là cái các bạn. Chân 1, chân 2 nè. Chân 1, chân 2 nè. Chân 3, chân 4 nè. Tương ứng với mình cắm xuống cái main bo để mà hàng trên bo mạch đó các bạn. Thì cái chân 1, chân 2 của mình á, đa phần á, người ta thiết kế là cái chân sơ cấp nha các bạn. Sơ cấp ha, cái cuộn sơ cấp ha. Còn bên đây á, có một cuộn dây là hai chân bên đây á, riêng rẽ của nó là phần bên cái mé bên đây á là cái bên thứ cấp nha các bạn, còn cái cuộn còn lại là cuộn hồi tiếp ha. Ví dụ cái này các bạn rất dễ xác định nè, ví dụ trường hợp này nè, các bạn up cái này xuống
đúng vào cái chân của Ben Bo các bạn. Các bạn gắn vô, gắn vị trí Ben Bo xuống này các bạn đấy. Là vị trí số 1 á, vị trí số 1 dưới đây nè. 1 2 nè, 1 2 là cuộc sơ cấp. Cái cuộc lại còn hồi tiếp ha. Bên đây là thứ cấp nha các bạn. Đây là cái sơ đồ của nó nha các bạn. Mình cũng có vẽ ra ha. Cái trường hợp mà nó các bạn úp xuống, úp cái đó xuống á là có chương 1, chương 2 là cuộc sơ cấp các bạn. Bên chương 5, chương 6 là cuộc thứ cấp ha. Và chương 3, chương 4 là cuộc hồi tiếp. Các bạn đi theo cái chữ, đi theo cái chiều mà ngược chiều kim đồng hồ nha các bạn. 1 2 nè, 1 2 3 4 nè, các bạn đi ngược nè. 1 2 3 4. Mình biết như vậy mình giả sử nha. Đây là cái bếp áp sung nha các bạn. Các bạn nhìn bốn chân không? 1 2 3 4. Còn bên đây có hai chân nha các bạn, hai chân đây nè. Thì cái ngược chiều kim đồng hồ là các bạn đi 1 là 2 nè, 1 2 là phía trên đầu á là cái cuộc sơ cấp nha các bạn. Bên dưới là cuộc hồi tiếp ha. Còn đây là 1 2 là 3 4 là 5 6 nè. 5 chân 5 chân 6 là bên thứ cấp nha các bạn. Cái này cũng dễ xác định nha các bạn. Còn không á thì các bạn lấy cái đồng hồ VOM. Ở đây mình chỉ dùng cái đồng hồ số nha các bạn. Các bạn chỉnh cái thang đo diode về cho mình để các bạn đo tổng chở từng cuộn dây nha. Cái cuộn dây nào. Nói chung là cái cuộn thứ cấp á thì các bạn dễ xác định rồi. Đúng. Thì nó nằm có độc lập có hai bên thôi. Đây là cuộn thứ cấp. Cái cuộn sơ cấp của mình á, với cuộn hồi tiếp á, thì các bạn đo tổng chở cái cuộn nào mà lên tổng chở cao á là chính là cái cuộn sơ cấp nha các bạn. Đây mình sẽ đo cái tổng chở cuộn sơ cấp bao nhiêu ha. Đó, các bạn thấy không? Mình đo được ba mấy ôm nha các bạn. Khoảng 20 mấy ôm, 28, 29 ôm. Rồi, mình chuyển qua cái cuộn thứ hai bên đây nha các bạn. Các bạn thấy không? Cái giá trị mà tổng chở của nó rất nhỏ, nó khoảng 0,3 ôm thôi. Đây, mình sẽ đo lại nha các bạn. Nè, cái cuộn hồi tiếp á tổng chở rất nhỏ nha các bạn. Các bạn thấy nó nhỏ không? Nó thấp ha. Khoảng 0,2 ôm thôi. Còn cuộn sơ cấp của mình nó cái tổng chở nó cao hơn nha các bạn. Thì đây là cái cách mà để các bạn xác định được cái cuộn nào là cuộn sơ cấp ha. Còn cuộn nào cuộn hồi tiếp ha các bạn. Các bạn thấy không? Lên tổng chở khá cao ha, cao hơn cái cuộn bên đây nha các bạn. Và là cái chân 1 chân 2 này á chính là cái cuộn sơ cấp. Rồi tiếp theo đây á, mình sẽ nói một cái nguyên lý hoạt động của cái biến áp xung này nha các bạn. Về nguyên lý hoạt động á, cái biến áp xung này á, hoạt động hoàn toàn giống tương tự như cái biến áp thường. Đây là cái biến áp mà các bạn thường thấy nha. Cái này kích thước là khá to, khá cồng kềnh nha các bạn. Thì bên trong nó có cái gì? Các bạn nhìn cho mình nè. Bên đây á các bạn là mấy cái lõi sắt nha bạn, lõi silic nha. Cái lõi nói chung là cái thép lá kỹ thuật điện á. Nó gồm có cái các bạn khi mà bạn tháo nè, tháo cái mấy cái ngàm này ra nè các bạn. Đó bạn tách ra thì nó sẽ có các thép lá kỹ thuật điện, cái thép lá hình chữ E với hình chữ I. Nó ghép vào nhau nha các bạn. Hoặc là có hai cái loại hình chữ E các bạn nó lồng vô nhau. Nó tạo thành một cái khung hoàn chỉnh nha các bạn. Cái khung này nè. Đây cái khung này chính là cái lõi của nó. Để trong bên trong cái lõi này các bạn, nó sẽ có những cái sợi dây đồng, buộc dây đồng. Nó dùng dây đồng này các bạn, nó sẽ quấn xung quanh cái lõi này nha các bạn. Rồi nó tách ra cái bên nào là bên sơ cấp, bên nào bên thứ cấp nè. Ở đây các bạn là bên sơ cấp nè. Nó sẽ tách ra mấy đầu dây này y hệt cho mình nha. Nó sẽ quấn tuy nhiên là quấn xung quanh cái lõi này, cái lõi chữ E nè các bạn. Bên trong là có cái lõi chính giữa nè. Rồi đặt ra là mấy cái lõi sắt này á, nó phải khép kín nha các bạn. Nằm nó đảm bảo là cái từ trường mạnh nhất, từ trường từ thông á, nó mạnh. Thì các bạn muốn tìm hiểu về cái biến áp này á, thì các bạn có thể lên trên mạng tìm đọc thông tin hoặc là các bạn có thể mua sách về các bạn đọc nha.
Bên đây là sơ cấp nè các bạn. Còn bên đây là bên thứ cấp nha các bạn. Thứ cấp là có mấy đầu dây á, điện áp ra. Ở đây như các bạn nhìn thấy của mình á, là như có điện áp là 6V, 9V nè, 15V, 18V nè các bạn. Cái điện áp A là điện áp AC nha các bạn. Thế thì bên trong cấu tạo của cái mấy cục biến áp xung như thế này á, nó có gì? Đây nè các bạn, ở đây mình cũng có vẽ ra là cái biến áp thường của mình á, cái lõi của nó, cái lõi hình chữ E các bạn, có thể dùng hai cái chữ E nó lồng như nhau, hoặc là cái hình chữ E có cái loại dùng chữ E rồi dùng chữ Y các bạn, nói chung nó lồng, nó khép kín. Rồi xung quanh cái lõi này nó sẽ cuốn dây đồng nha các bạn, cuốn một sơ cấp bao nhiêu vòng, rồi thứ cấp bao nhiêu vòng, nói chung nó có cái công thức, nó đã tính toán ra hết rồi. Cái thép này thép lá kỹ thuật điện nha các bạn, thép silic nha. Còn đối với trong bên biến áp xung các bạn, mấy loại này nè, thì ở đây nó sẽ có hai cái lõi hình chữ E nó mắc vào nhau nha các bạn. Và cái khoảng giữa này các bạn, nó sẽ hàng nó sẽ dùng keo cái nó dán chặt lên, nó tạo ra một cái vòng khép kín luôn nha các bạn. Nó đảm bảo cho cái từ trường từ thông nọ mạnh nhất nha các bạn. Cái lõi này của mình là lõi ferric. Cái đặc trưng của cái biến áp xung các bạn là cái số vòng dây nó sẽ ít hơn so với cái biến áp bình thường. Đối với những biến áp này các bạn, mấy vài trăm vòng dây là bình thường nha các bạn. Còn đối với cái lõi mà biến áp xung này các bạn, nó kích thước nhỏ, cái số vòng dây chắc chắn nó nhỏ hơn, nó tiết diện nó rất nhỏ hơn nha các bạn. Một mặt khác á, điều quan trọng nữa cái tần số làm việc á, đối với những cái gấp thường nè các bạn, loại này thì cái tần số làm việc của nó là khoảng là 50 đến 60 Hz, là cái tần số làm việc của điện lưới AC 220V. Còn đối với những cái gấp xung nè các bạn, cái tần số hoạt động của nó rất khá lớn nha các bạn, có nhiều khi nó từ là khoảng 20 kHz trở lên. Còn nói về cái kích thước của từng loại biến áp xung thì các bạn nhìn nè, ở đây mình có hai cái biến áp xung. Nói chung là biến áp xung nó càng lớn á, công suất hoạt động của nó càng lớn nha các bạn. Đây là ví dụ như cái cục sạc khoảng 5V, cái cục sạc điện thoại 5V, còn đây là cục adapter khoảng 12V DC. Thì nói chung là cái công suất của nó sẽ cao hơn so với cái cục sạc 5V, và cái kích thước nó cũng lớn hơn nha các bạn. Thì cái này là điều hiển nhiên thôi. Còn về nguyên tắc hoạt động á, thì nói chung là cái biến áp xung này với cái biến áp thường này, thông thường này các bạn, nói chung là chỉ khác nhau về kích thước nha các bạn, còn cái này tương tự nhau. Ở đây mình sẽ description, cái là miêu tả cái cách hoạt động của nó bằng một cái thực hành đơn giản nha các bạn, để các bạn có thể hiểu được cái nguyên lý hoạt động của nó, đồng thời các bạn có thể xác định được cái con biến áp xung này các bạn, nó bị ngoài cái việc đo nóng đo nguội ra, các bạn có thể kiểm tra việc đo nóng nha các bạn, coi nó hoạt động tốt hay không nha các bạn. Ở đây mình sẽ vẽ ra một cái sơ đồ. Đây là cái mặt dao động tạo xung nha các bạn, mình sẽ dùng một cái mặt dao động tạo xung nè, hoặc là một cái bộ bâm xung. Mà mình đưa một cái xung, như ở đây mình có một cái xung vuông, mình đưa vào cục sơ cấp nha các bạn. Thì đồng thời mình sẽ đo được cái điện áp thứ cấp của nó các bạn, nó sẽ xuất hiện một cái xung vuông ở ra luôn nha các bạn. Đây là cách để mình kiểm tra được cái biến áp xung này nó còn hoạt động tốt hay không. Thì nói chung kiểm tra nó cũng có hai cách, cái thứ nhất là đo nóng, cái thứ hai đo nguội. Ở đây mình kiểm tra đo nguội trước nha các bạn. Đo nguội thì cũng dễ thôi, là các bạn cũng dùng cái đồng hồ nè, các bạn chỉnh cái thang đo diode cho mình ha. Rồi các bạn, hôm nay mình cũng hướng dẫn các bạn đo cuộn sơ cấp thứ cấp á, hoặc là cuộn hồi tiếp á nè, nó có nhưng đo các bạn đo thông cảm thấy thông mạch, nó lên giá trị điện trở là ok, là nó không bị đứt.
để chứng tỏ là cái bếp sung này này là nó còn hoạt động tốt nha các bạn. Thì quan trọng bên trong á, đây là cái này là sơ cấp, thứ cấp là nó còn lên, nó lên nha các bạn, là nó không bị đứt ha, là cái cụ cái bếp sung này ok. Tại vì bên trong nó cấu tạo á là cũng có mấy cái cuộn dây như thế này, mà dây nhỏ nhuyễn hơn, cái đường kính phi của nó rất nhỏ mỏng. Thì nói chung là nó hư hỏng do gì, là do cháy cái cuộn dây này các bạn, nhất là trong cái mấy cái máy hàng điện tử á, các bạn kéo dữ quá thì dòng nó là tăng dòng lên á, thì cái mấy cái biến áp xung này hay bị cháy nha các bạn, nó cháy cuộn dây, chủ yếu là cháy cuộn dây bên trong thôi. Thì mấy cái cuộn biến áp xung này á, mình có thể tháo ra khỏi cái lõi này để các bạn quấn lại cuộn dây khác để mà tận dụng lại cái biến áp xung này nha các bạn. Trường hợp mà các bạn tìm không ra cái biến áp xung khác á, thì các bạn có thể tận dụng quấn lại, tại vì cái số cuộn dây bên trong này nó ít hơn so với mấy cái bếp thường như thế này nha các bạn. Đối với phương pháp đo nguội á, mình đã kiểm tra sơ bộ hôm nãy rồi là ok. Rồi giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra đo nóng nha. Ví dụ mình các bạn có một cái bếp xung bình thường á, rồi các bạn muốn kiểm tra coi nó hoạt động tốt hay không, thì các bạn kiểm tra theo cách này cho mình nha. Ở đây mình sẽ demo bằng, tại vì cái bếp xung trong cái cục sạc điện thoại á, công suất nhỏ nên mình sẽ dùng cái cách thông thường thôi nha. Còn mấy cái công suất lớn các bạn như có thể dùng cái mấy cái mạch khác nha các bạn. Nói chung là cái mạch dao động tọa xung hoặc là cái mạch băm xung á. Ví dụ đây là nguyên lý. Các bạn kích đưa một cái xung vô đây thì nó sẽ đầu ra bên thứ cấp á, nó sẽ có một cái điện áp nha các bạn. Để xung tương ứng luôn nha các bạn. Ở đây mình sẽ dùng hai sợi dây điện. Rồi mình hàn vào cái chân sơ cấp của cái biến áp xung. Là cái chân số 1, số 2 hôm nay mình đã nói rồi nha các bạn. Các bạn hàn bất kỳ, nói chung không cần đánh dấu gì cả. Các bạn hàn đại vô đi. Ở đây mình sẽ hàn hai dây nha các bạn, hai dây trên hai đầu của bên sơ cấp của biến áp xung. Rồi các bạn hàn cho chặt nha các bạn, đừng để cho bung ra nha các bạn. Đây mình nó được như thế này, cái chân số 1, số 2, cái nếu mình sẽ tính vào cái chiều up kia xuống nha, cái main bo mà cái mặt hàng của nó là chân 1 chân 2 là chân 3 4 nè, 1 chân 2 là chân sơ cấp nha các bạn. Rồi kế tiếp theo á, mình sẽ dùng một cái mạch dao động đa hài, dùng IC555 nha các bạn. Mạch dao động đa hài này các bạn tìm trên thị trường có rất nhiều nha. Đây mình sẽ cấp nguồn cho cái mạch dao động đa hài này nha các bạn. Đây, khi các bạn cấp nguồn xong á, nó sẽ báo có một cái đèn led nó báo như thế này. Rồi mình sẽ tiến hành mình đo cái điện áp ra nha các bạn. Mình sẽ bảo chuyển một cái thang đo khoảng 20V DC. Có cái chân đó mình tìm cái chân đó mình cấp cho cái một cái xung bên cuộn sơ cấp của cái biến áp xung này nha các bạn. Cái này mức chân cộng chân trừ à. Cộng trừ là cái nguồn bên rồi. Các bạn chích vô đây nè. Có những cái đồng hồ nó sẽ nhảy nha các bạn. Cái đó là xung buông nha các bạn. Là 0404 các bạn. Cái này là nó tạo mạch dao động, nó tạo xung buông. À, mức không, mức cao, mức thấp, mức cao, mức thấp. Các bạn có thể điều chỉnh được cái xung này nha các bạn, cái độ rộng của xung này á, cái tần, nói chung các bạn điều chỉnh được tần cái tần số xung này nhờ cái biến áp xung nè, cái biến áp mà điều chỉnh chỗ này các bạn có vặn lên vặn xuống á, là cái tần số bên cái xung ra ngõ ra của cái mạch này các bạn nó thay đổi nha. Tức là đây mình đã xác định được hai cái chân này cần nối là cái chân bên đây nè các bạn.
thì mình sẽ nói. Nói chung các bạn không còn quan tâm đến chuyên âm chuyên dương nào cả thì các bạn cứ đấu vậy thôi. Trước tiên là các bạn cứ tắt nguồn cái mạch dao động đại hà này trước, rồi sau đó các bạn đấu dây vô ha. Các bạn không cần quan tâm đến chiều nào nha các bạn. Đấu vô rồi các bạn siết ốc thật chặt nha các bạn. Nói chung là cấp một cái xung vô cái biến áp xung bên cuộn sơ cấp của nó là được. Rồi sau đó mình sẽ tiến hành mình đo cái điện áp bên thứ cấp nha các bạn, coi nó có điện áp có ra, nó có dao động hay không. Nếu mà trường hợp á bên thứ cấp mà nó có dao động á là ok, cái biến áp xung nó còn tốt ha. Mà trường hợp mà nó không dao động á là chứng tỏ là cái biến áp xung nó bị hư nha các bạn. Đây, sau đây mình đã đấu dây, mình đã đấu dây như sơ đồ như thế này nha các bạn. Nào, rồi vấn đề còn lại ở đây á, mình chỉ việc là đo cái điện áp nó ra VOUT của bên thứ cấp là xong nha các bạn. Ở đây á, các bạn chỉnh cái thang đo cho mình nha. Các bạn, tại vì cái nguồn này á các bạn, cái công suất nhỏ thì các bạn chỉnh xuống khoảng 2V cho mình nha. Rồi các bạn cấp nguồn vô cái mạch dao động đại hài này, rồi các bạn kiểm tra cho mình. Mình sẽ tiến hành cấp nguồn vô nha các bạn. Các bạn nhìn nè, bên đây của mình đó là bên thứ cấp ha, sẽ có hai đầu dây thôi. Thì mình, các bạn tiến hành đo cho mình. Nói chung các bạn kiểm tra nhanh thôi nha các bạn, các bạn đừng để lâu nha. À, bật cái thang đo nhân 2, đo 2V thôi, DC thôi. Các bạn đo điện áp nó ra, các bạn thấy nó dao động không? Thấy không? Các bạn nhìn đồng hồ đó, nó dao động liên tục nha các bạn. Khi mà các bạn đo điện áp á, nó thấy ngõ ra là cái cuộn dây này ok nha các bạn. Nói chung là cái biến áp xung này hoạt động bình thường nha. Còn chờ mà các bạn không đo là thấy điện áp ngõ ra là cái này thua nha các bạn, là cuộn dây bị đứt, là biến áp xung nó hư nha các bạn. Và thấy tóm lại là các bạn đo thấy điện áp ngõ ra ở mức DC 2V là ok. Vậy là xong nha các bạn. Nói chung là các bạn chỉ cần đo cái cuộn điện áp thứ cấp bên thứ cấp cho mình thôi. Tại vì cũng sơ cấp nè, sơ cấp mình đã nói vừa vô nguồn rồi. Cái nguồn ngõ ra của cái mạch dao động đa hài, nó tiện mặt nguồn tạo xung á, thì các bạn chỉ cần đo cái bên thứ cấp cho mình thôi, hai ngõ ra là ok. Nếu mà trường hợp mà có điện áp ra là cái biến áp xung này hoàn toàn tốt nha các bạn. Rồi, tiếp theo đây mình sẽ tiến hành mình tháo một cái lõi biến áp xung này ra nha các bạn. Để các bạn, trường hợp mà các bạn thay thế, nhất là cái cho cái biến áp xung bên cái máy hàng điện tử á. Các bạn quan sát cho mình nè. Dù cái biến áp xung to nhỏ vậy các bạn, phía giữa này nè, phía trên này các bạn, nó sẽ có một cái lớp băng keo. Đây là cái băng keo nè các bạn thấy không? Cho cái biến áp xung mà lớn giống như cái biến áp xung máy hàng điện tử á, cũng y hệt nha các bạn, cũng có một lớp băng keo nha các bạn. Cái băng keo này để làm cái gì? Nó để quấn xung quanh thôi. Đây, đây cái lõi là cái cuộn băng keo nha các bạn tách ra cho mình. Các bạn tìm đúng cái mối đó nha các bạn, cái mối mà nó, cái chỗ mà nó cắt á là các bạn tách ra được nha. Cái này có nhiệm vụ là vừa, nói chung vừa đánh dấu cái màu sắc của cái, như cái loại là nhỏ thì có màu khác, hoặc là cái màu loại lớn thì màu khác, hoặc là trường hợp á là nó sẽ giữ cố định lại hai cái khung chữ E nè các bạn, cái lõi chữ E bên đây trên đây nè, nó cột xung quanh thì các bạn cứ tách ra cho mình bình thường. À, cái miếng băng keo nè các bạn tháo ra nha.
cái lõi này là lõi ferric nha các bạn. Rồi sau khi bạn tách ra, các bạn quan sát chính giữa cho mình nè các bạn. Đây là cái chỗ chính giữa nè các bạn. Cái tiếp giáp của nó không có liền nhau nha các bạn. Nó sẽ, các bạn nhìn thấy không, hai cái này nó ghép với nhau. Rồi cái phần chính giữa này nè, nó sẽ dán bằng cái lớp, một lớp keo, nó phủ một lớp keo. Bên đây cũng y hệt vậy nha các bạn. Là lớp keo nè. Nó không có dính liền nguyên khối mà nó sẽ ép hai cái lõi chữ E dính với nhau. Đây là các bạn, cái lõi của nó nè. Nên cái nhiệm vụ của bạn á, muốn tháo cái lõi này ra để mà các bạn cuốn dây lại á, là các bạn phải tách được cái lớp keo này ra nha các bạn. Tại vì nó hàng dính với nhau á, nó nhờ một cái lớp keo dán dính chặt ở đây nè. Nói chung là chỉ có hai đầu bên đây thôi, cái đầu bên đây nè, hai đầu bìa bên ngoài thôi, còn bên trong không có nha các bạn. Thì cái nhiệm vụ của bạn là tách cái lớp keo ra để tách hai cái lõi ra, các bạn kéo hai cái lõi ra nè các bạn. Các bạn tuyệt đối nha, khi mà các bạn chưa có làm nóng cái lớp keo ra là các bạn không, tuyệt đối là không dùng cái dao các bạn này, hay là dùng mấy cái vật cứng các bạn, như mấy cái tua vít hay là một cái phần này này, là nó bả hư, nó hư cái lớp này là thua luôn nha các bạn. Hư cái lớp cái lõi ferric này nè, cái lõi này khá quan trọng đó các bạn. Nó tạo ra bên từng trường từng thông á, là nói chung yêu cầu nó phải khép kín nha các bạn, chứ các bạn đừng có làm mẻ sức mẻ gì đó. Đợt còn đỡ mà các bạn tháo mấy cái này ra thì rất dễ, sẽ có ba cách. Trường hợp mà cái biến áp xung này nó bị hư, nói chung là các bạn đo, các bạn xác định được cháy mô, cháy cuộn dây, thì các bạn sẽ có ba cách. Các bạn tách cái tiếp giáp này nè, cái đường này chính giữa này giữa hai cái lớp ferric chữ E vào nhau hai bên luôn nha các bạn. Mình khuyên á, tốt nhất là các bạn đừng có dùng cái vật gì mà các bạn này trước khi mà các bạn tách được cái lớp keo ra. Tại vì keo, lớp keo này hay lớp keo này dán với nhau, chung với nhau á, nó cũng rất dễ lấy nha. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn ba cách. Nè, cái cách tháo biến áp xung này, cái lõi chữ E, hai cái lõi ghép với nhau. Chú ý là các bạn làm bung keo. Thứ nhất á, cái biến áp xung này đó các bạn nhúng vào nước sôi. Tại vì cái cuộn dây của các bạn lo no, xác định hư, các bạn nhúng xuống nước sôi. Các bạn tận dụng là cái lõi ferric này, các bạn cuốn lại cái số vòng dây y hệt như lúc đầu nha các bạn. Các bạn đếm số vòng dây đó, các bạn cuốn vô là cho. Cái thứ hai là các bạn dùng máy sấy tóc. Cái máy sấy tóc á, các bạn bật lên cho nó nóng, hơi nóng nó thổi vào đây nè các bạn. Các bạn đỡ đây nè, nó thổi vào đây. Khi mà nóng á, lớp keo này sẽ mềm ra nha các bạn. Rồi các bạn dùng móng tay á, các bạn này bẫy ra, bẫy từ từ ra nha các bạn. Này hai bên đó, nói chung đều với nhau á, là các bạn tách ra được nha các bạn. Tách được hai cái lõi ferric này ra nè. Rồi từ đó là các bạn lấy một con dây nha các bạn. Các bạn đếm số vòng dây ha. Còn trường thứ ba á, các bạn, nếu mà các bạn nhà mà các bạn có mấy kho y như này nè, các bạn bật cái kho nóng lên nha các bạn. Các bạn kho nóng lên rồi các bạn bật cái để nhiệt độ khoảng 100 độ C thôi. Rồi các bạn kho nóng nè. Kho cho nó nóng hơ nóng rồi các bạn. Trường hợp mà các bạn nhớ thăm dò nha các bạn để cho nè, các bạn bẻ từ từ, dùng cái móng tay của mình nó này từ từ coi nó đã mềm rồi chưa mềm nữa các bạn cứ khò tiếp. Khò trường hợp nó nóng á, cái lớp keo này á, nó chảy ra mà các bạn dùng cái móng tay các bạn bẫy kéo ra được á, là ok nha các bạn. Là rất dễ, nói chung là rất dễ làm thôi. Đâu các bạn kiên trì một tí là các bạn tháo ra được hai cái lõi ferric hình chữ E này ra. Rồi từ đó các bạn lấy được cái cuộn dây bên trong. Đây là cái cách mà một số anh em dùng để thay thế các cuộn dây bị cháy bên trong cái biến áp xung này nha các bạn, nhất là trong cái máy hàng điện tử. Rồi video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì á, các bạn cứ để lại comment dưới video cho mình nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn và sửa chữa điện tử, điện thoại di động.
Rồi chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình nha.